Xin chào các bạn nhé, hôm nay là ngày thứ 7, 24 tháng 2, một ngày mưa gió. Mình có cắt nở đây là 5.000 cành chiết. Đặc biệt hôm nay mình có cắt giống hoa hồng Juliet của ông David này. Thì nhiều bạn muốn sưu tầm cái giống hoa đẹp như thế này ấy, thì có thể là nhắn tin qua fanpage của mình nhé. Hôm nay mình có cắt 5.000 cành chiết ở đây thì có khoảng hơn 70 giống. Tất cả các bạn muốn sưu tầm từng cái giống một thì các bạn cũng có thể là nhắn tin qua cho mình nhé. Sau đây là danh sách cành chiết cắt ngày 24 tháng 2 này. Đầu tiên là Miyambi, bông rất là to, form rất là đẹp các bạn nhé. Miyambi, đây, bông rất là to và sai hoa luôn. Miyambi này, Scent of Woman, rất là thơm luôn. Bông hoa của nó đây, màu tím luôn nhá. Tiếp tục là hoa hồng đào cổ này. Hoa hồng đào cổ rất là sai hoa luôn này. Hoa hồng đào cổ. Tiếp tục là giống Sapa, hồng cổ Sapa này các bạn nhé. Cổ Sapa. Tiếp đi, có giống gì nào. Đây là hoa hồng bạch ho các bạn nhé. Hồng cổ bạch ho. Đấy, hồng cổ bạch ho. Tiếp tục là hoa hồng Auladi. Hoa hồng Auladi giống rất là sai hoa. Giống hoa hồng này của Mỹ các bạn nhé. Auladi. Hoa hồng Jardin. Jardin giống này bông cũng rất là to và thơm này. Jardin. Đây là mặt hoa của nó này. Hoa hồng Jardin. Đây là hoa hồng La Phong này. Bó cành chiết La Phong này. Vuvuzela. Đây là Vuvuzela. Giống Vuvuzela rất là giống Juliet các bạn nhé. Cành nó rất là cứng luôn. Đây là giống hoa hồng cắt cành, bông rất là to. Đây là hoa hồng Flamingo này. Cành chiết Flamingo. Tiếp tục. Đây là Flamingo các bạn nhé. Hoa hồng Flamingo. Đây là Guardian leo trắng này. Hoa hồng leo trắng. Dễ của nó đây. Bicobabi Romantica. Giống này rất là sai hoa các bạn nhá. Hoa chùm. Đây là leo vàng Sơn La này. Leo vàng Sơn La. Leo vàng Sơn La. Còn đây là Đắc Nai các bạn này. Hoa hồng Đắc Nai. Đây là leo Hải Phòng các bạn nhá. Leo Hải Phòng. Summer Firework, hoa hồng Summer Firework màu cam nhá. Summer Firework màu cam. Hoa hồng Tết đỏ này. Hoa hồng Tết đỏ này. Đây là Blue Boy. Hoa hồng Blue Boy. Heritage này. Hoa hồng Heritage. Đây là đỏ Đà Lạt. Đỏ Đà Lạt nhé các bạn nhá. Đây là Soketi. Soketi hoa hồng màu tím. Hoa hồng bán leo này. Đây là The Pot White. The Pot White màu vàng các bạn nhé. Hoa hồng bụi. Đây là hoa hồng Pát màu đỏ. Pát màu đỏ này. Đây là leo Hải Phòng. Leo cổ Hải Phòng. Cổ đỏ Hải Phòng nhé. Đây là hoa hồng Coco màu cà phê các bạn nhé. Coco màu cà phê. Đây là Monica này. Bông rất là to này. Đây là hoa hồng La Phong các bạn nhé. Hoa hồng La Phong. Còn đây là Winsheller. Winsheller hoa hồng bụi màu đỏ nhé. Winsheller. Đây là hồng Aoi. Hoa hồng tím của Nhật các bạn nhé. Hoa hồng Aoi. Đây là Yvette Maiden. Giống hoa hồng này rất là thơm này. Mà mình chia sẻ rất là nhiều các bạn muốn tìm cái giống hoa thơm nhất ấy, thì là cái giống này nhé. Màu cũng rất là đẹp. Đây là Serrat này. Serrat bông nó rất là to và rất là thơm. La Phong. Đây là hoa hồng La Phong này. Có nhiều bó trùng nhau. Giống La Phong này hôm nay mình cắt hơn 200 cành các bạn nhé. Đây là Evangard các bạn nhé. Giống hoa hồng này là kiểu nó giống kiểu bán leo này. Bông rất là to và thơm, khỏe. Đây là hoa hồng KJ. Màu hồng phấn. Mặt hoa của nó đây các bạn nhé. KJ màu hồng phấn. Đây là hoa hồng La Phong này. Rồi tiếp tục. Đây là Kellogg các bạn nhé. Hoa hồng Kellogg. Kellogg Blue Sky. Blue Sky màu tím. Có bông màu tím luôn này. Màu tím luôn. Blue Sky. Leonardo da Vinci. Hoa hồng leo màu đỏ. Leo màu đỏ các bạn nhé. Sulager. Sulager hoa hồng màu trắng. Hồng bụi Sulager màu trắng. Có màu trắng luôn này các bạn này.
Royal các bạn nhá. Hoa hồng Royal bông rất là to. Candle. Lady Candle này, hoa hồng sọc. Nó ra từng chùm một luôn. Đây. Lady Candle. Catalina. Catalina màu vàng các bạn nhá. Bông Catalina màu vàng này form nó rất là đẹp luôn. Ligaze. Ligaze I230. Bông của nó đây, rất là đẹp các bạn nhá. Ligaze I230. Beatrix màu cam, màu vàng cam. Bông của nó đây các bạn nhá. Hoa hồng Beatrix. Yellow, hoa hồng leo màu vàng, yellow milk. Julio, hoa hồng sọc Julio các bạn nhá. Bông của nó đây, hoa hồng sọc Julio. Đây là hoa hồng nhung cổ các bạn nhá. Hoa hồng cổ nhung, giống này rất là khỏe, thơm, sai hoa. Red apple táo đỏ các bạn nhá. Red apple táo đỏ, đây bông của nó cụp tròn này. Táo đỏ. Đây là hồng cổ Sapa các bạn nhá. Cổ Sapa vẫn còn nhá. EBB. EBB màu tím này. Hoa hồng EBB màu tím. Đây là Monica các bạn nhá. Bông Monica này. EBB vẫn còn nhá. Màu tím này, rất là thơm. Xeo vàng này. Xeo vàng chỉ cắt được có một ít thôi các bạn nhá. Pat màu đỏ này. Pat màu đỏ. Đây là đỏ ớt các bạn nhá. Bông này là bông cắt cành. Đỏ ớt, bông cắt cành. Đây các bạn nhìn nhá. Đỏ ớt, bông cắt cành, bông nó rất là to. Pin the Ram, hoa hồng màu vàng đồng. Nhiều bạn hay gọi nó là vàng đồng đấy. Pin the Ram này. Pin the Ram. La Phong này. Hoa hồng La Phong. Creamy Eden màu màu xanh kem nhá. Creamy Eden, giống này rất là sai hoa này. Miranda, bông hoa này rất là to, màu phấn hồng. Miranda phấn hồng. Vẫn còn Miranda này các bạn này. Miranda mình cắt rất là nhiều nhá. Giống này nó rất là khỏe. Kellogg màu đỏ này. Kellogg rất nhiều các bạn nhá. Glomonet này. Hồng sọc Glomonet. Glomonet hồng sọc, hồng bụi nhá. Đây là kem dâu. Hồng cắt cành kem dâu. Hồng cắt cành kem dâu. Leo hai da, đây là cây hai da các bạn nhá. Bó hai da, bông của nó đây. Hai da. Hồng bụi ca dây này. Ca dây. The Pot White màu vàng các bạn nhá. The Pot White. Đây là Unchilo này. Unchilo màu hồng sọc nhá. Unchilo các bạn nhá. Cái mặt bông của nó tại cành chiết luôn này các bạn này. Đấy các bạn nhìn đó. Tại cành chiết luôn. Unchilo. Tiếp tục này. De Cherry. De Cherry màu phấn hồng. Giống này rất là khỏe, hoa rất là đẹp. De Cherry nhá. De Cherry. Đây là Juliet này, mình vẫn còn Juliet. Hôm nay cắt hơn 100 cành Juliet các bạn nhá. Juliet đây các bạn nhá. Đây là bó Juliet này. Cái giống hoa này là giống hoa đặc sắc nhất mà nhiều bạn là muốn sưu tầm nhất đây. Và cái giống này thì hiện tại là mình đang bắt đầu chiết rồi. Và giống này chỉ chiết được đầu năm thôi. Cuối năm là nó không có cành để chiết. Thì các bạn sưu tầm cái giống này ấy, thì sẽ phải chờ. Và số lượng nó không có nhiều. Mỗi bạn sưu tầm cho mình khoảng 1 đến 2 cành thôi. Còn bạn nào mà lúc nào mà mình cắt được nhiều ấy, thì các bạn sẽ sưu tầm được nhiều hơn. Juliet nhá.